Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là chiếc Realme C35, một cái sản phẩm mà được rất nhiều anh em quan tâm ở thời điểm hiện tại. Và chiếc điện thoại này đang có mức giá bán niêm yết là 3.990.000 đồng. Rồi, và đây là một trong những cái điện thoại mà mình nghĩ rằng là Realme cho ra mắt năm nay cực kỳ là hợp lý với một cái thiết kế rất là bắt mắt. Đó, và không biết hiệu năng của nó sẽ như thế nào ở trong tựa game PUBG Mobile thì trong clip này mình sẽ tiến hành trải nghiệm để chia sẻ đến cho anh em nhé. Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ điểm AnTuTu của chiếc điện thoại này mà mình đã đo được. Đó. À, mình đã đo ở những clip trước rồi thì link clip mình để dưới phần mô tả, nếu như anh em nào chưa theo dõi thì có thể click vào link clip nhé. Rồi, điểm CPU là 71.295 điểm với con chip Unisoc T616. GPU thì 28.116 điểm với Mali G57. RAM thì sẽ là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB với 61.873 điểm, và phần mềm là Android 11. Và giao diện là giao diện R Edition ở trên Realme C35 này. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ của chiếc điện thoại này nhé, trước khi vào game này. Rồi, 29,3 độ. Mình cũng đã cắm máy khá là lâu để mình có thể là phát được dữ liệu. 28,6 độ. Và dữ liệu của cái tựa game này mình đã tải gần như là khá là đầy đủ rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào trong tựa game này nhé. Ok, như vậy là mình đã vào trong tựa game PUBG Mobile, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào cài đặt này. Đó, chúng ta sẽ vào phần đồ họa để kiểm tra. Ok, chúng ta hoàn toàn có thể bật được HD nhá. Chúng ta có thể bật được tốc độ khuỳnh cao. Đó, xem nào. Ok, như vậy là chúng ta có chế độ khử răng cưa, và khử răng cưa ở đây là 2x. Như vậy là cũng khá là ổn áp cho cái chế độ hỗ trợ, đúng không? Mình thấy là cái sự hỗ trợ như vậy là cũng khá là ok rồi. Chúng ta bật được HD này, tốc độ khuỳnh cao. Đấy, hoàn toàn, hoặc là nếu như mà anh em cảm thấy mà bật cái đồ họa nó cao quá không ổn thì anh em hạ xuống. Nhưng ở đây thì mình đang test cho nên mình vẫn cứ để max nhá. Và tốc độ khử răng cưa mình để 2x. Còn tốc độ khuỳnh cao là ok rồi, nó sẽ mượt hơn khá là nhiều. Rồi. Ok, ở dữ liệu ở đây thì các bạn thể thấy là mình tải đã là full hết rồi. Và khi mà mình tải full dữ liệu như vậy ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm, đây mình sẽ tiến hành chia sẻ cho anh em này. Đây, nó sẽ lên đến 8,39GB. Mà đây là mình chưa chơi gì nhá, mình chưa chơi gì nhá. Sau một thời gian nữa sử dụng có thể nó lên đến 10GB là chuyện bình thường. Đó, các bạn thể thấy là dữ liệu tải max lên rất là khủng khiếp, đúng không? Đó, và kể cả dữ liệu liên quân thì mình cũng chưa tải max đâu. Đó, ở trong clip trước mình test mình cũng chưa tải max đâu. Và khi mà mình tải max rồi thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành bắt đầu trận đấu với map Sunhook nhé. Và mình sẽ đi team đi. Rồi, cái cảm giác cầm nắm đầu tiên mình chia sẻ anh em cũng rất là nhiều rồi. Và cái Realme C35 này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm rất là vuông vức, vuông vắn. Đó, cái viền này nó cũng thiết kế vuông luôn. Và như vậy là cho ta một cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn và đầm tay. Tuy nhiên là cái viền này thì nhiều anh em sẽ chia sẻ rằng là cầm nó hơi bị cật cấn, bởi vì là anh em đang cầm những cái máy mà nó bo cong. Bây giờ chuyển sang cầm sang cái máy viền vuông này thì có thể là nó sẽ hơi khó chịu. Đó, cái đó là mình cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên là cái chiếc Realme C35 của chúng ta này thì không có ốp lưng đi kèm, thế cho nên là nếu như mà anh em có đặt trên Shopee ấy, thì thời điểm hiện tại thì mình theo mình biết thì nó cũng chưa có. Đấy, mình cũng sơ thử ngày hôm qua rồi thì mình cũng chưa biết được là nó có ở địa chỉ nào, nhưng mà mình thấy là chưa có ốp Realme C35, thì chắc là các bạn phải chờ một thời gian nữa thì mới có thể có ốp lưng được. Rồi, tiếp tục quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Mình đang test ở cái map Sunhook này. Đó, và mình đang để max sáng anh em. Max sáng và pin là đang là 86%. Đó. Rồi, với một cái màn hình hiển thị rất là rộng 6,6 inch. Đó, nó ngang ngửa với con Redmi Note 10 Pro, thì cho nên cho một cái cảm giác cầm nắm, cho một cái cảm giác một cái tầm nhìn rất là thuận lợi. Đó, rộng rãi. Ok, có lẽ là mình tách đàn đi thôi. Với cái chế độ khử răng cưa 2x thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có một cái chi tiết khá là tốt, đúng không? Mình thấy là khá là ok đấy. Được.
Rồi ván trước thì mình hy sinh khá là nhanh, thế cho nên là mình chỉ kịp bắn được một một người thôi. Đó, cho nên là mình sẽ chuyển sang chơi ván thứ hai nhá. Và đã khoảng 8 phút trôi qua rồi. Đó, xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ cái phần nhiệt độ và pin cho anh em nhé. Rồi, pin tăng là 84%. Nhiệt độ thì mình chưa thấy có cái dấu hiệu gì gọi là nóng này ở đây cả. Cho nên là mình sẽ chơi thêm xíu nữa rồi mình hãy đo để chia sẻ cho anh em nhé. Rồi anh em thể thấy là với cái màn hình Full HD Plus như mình đã chia sẻ thì nó cho một cái hình ảnh rất là đẹp và rất là sắc đúng không? Tuy nhiên là khi mà đây, khi mà di chuyển này, đấy, khi mà di chuyển này, có thể thấy là nó cái khung hình có thể là nó hơi bị delay một chút. Đó. Cảm giác như là nó đang không theo kịp cái khung hình thì phải. Có lẽ là mình sẽ chuyển sang cái mức độ cân bằng này xem thế nào nhé. Hơi giật anh em ạ, này nhìn hơi giật đây. Đó, hơi giật anh em ạ. Rồi, trận tiếp theo này thì mình sẽ chơi ở cái chế độ kiểu đấu trường sinh tử. Đấy, chứ mình không chơi chế độ sinh tồn nữa. Đó. Nói chung là cái hình ảnh ở trong cái chế độ sinh tồn thì mình thấy là nó khá là giật. Còn đây thì mình sẽ tiến hành chơi ở chế độ sinh tử để cho nó có nhiều combat hơn và chuyển động ok hơn nhé. Và chiếc Realme C35 này thì của chúng ta sẽ có một cái màn hình IPS LCD. Tuy nhiên là cái màn hình này là cái màn hình độ phân giải là Full HD Plus, cho nên là một cái độ chi tiết và độ sắc nét nó khá là ổn. À, chỉ tiếc là cái màn này thì cái tần số quét của nó chỉ là 60Hz thôi. Nếu mà 90Hz thì có lẽ là nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nhưng mà như vậy thì cái mức giá nó sẽ đội lên, chứ nó không còn nằm ở cái mức giá là dưới 4 triệu nữa. Của nó còn ít hơn đạn hơn của mình. Ok, hết đạn, về. Lúc nào cho tôi khẩu súng cái nào. Xem nào. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ nhé. 26,5 độ. Nha. Rồi chúng ta đang còn 82% pin, như vậy pin xuống khá là chậm đúng không? Các bạn thấy là đang là 16 phút rồi. Đó, mình chơi cũng đủ các thể loại rồi. Ok, trận đấu tiếp theo này thì mình sẽ tiến hành ở trong một cái map 8. Đó. 8 đội. Đây anh em nhìn này. Đấy, cái việc mà chúng ta chuyển động này. Đấy. Cũng khá là ok, nhưng mà nếu như mà chúng ta bật mắc lên như này thì có vẻ là cảm giác là nó sẽ delay hơn. Đó. Ui dồi, 88 nguy hiểm thế. Bắn nhau. Ui, nguy hiểm lắm anh em ạ. Ui, cấm nhỉ. Nếu như mà bật như thế này khá giật này, mình sẽ hạ cái mức đồ họa xuống nhé. Để mức mượt thôi. Tắt cái sửa răng cưa đi. Đó, như này có vẻ ổn áp hơn nhiều này. Ban đầu hơi giật nhá. Nếu mà các bạn để cái mức độ chế độ mượt này thôi, đó thì nó sẽ ổn hơn. Chúng ta vẫn để cái tốc độ khung hình cao. Chúng ta vẫn để tốc độ khung hình cao, nhưng chúng ta hạ cái mức chi tiết xuống. Mình nghĩ rằng là nó sẽ ổn hơn này. Ok. Và bây giờ thì sẽ mượt hơn rất là nhiều rồi. Nó không bị delay nữa. Hôm nay thì nó cũng ổn đấy, nhưng mà nó bị delay anh em ạ. Cái chất lượng chi tiết cho ra một cái hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà nó bị delay. Độ sáng thì nó cũng khá là ok. Đó, nhưng mà cái delay thì chúng ta không thể chơi được. Nó cũng giống như kiểu là khi mà mình test Free Fire Map ấy.
bật mắc lên thì nó không ổn đó. Và bây giờ mình hạ cái mức xuống mượt như này thì nó sẽ ổn hơn này. Ui. Đảm bảo thế nhỉ? Ui ôi, thằng đằng sau. Ok, như vậy là mình đã trải nghiệm xong tựa game PUBG Mobile trên chiếc điện thoại này sau 23 phút và mình đã chơi rất nhiều thể loại khác nhau, ở thể loại 44, thể loại 88. Thì trước đó khi mà mình chưa chưa chơi ở cái mức chưa cài ở cái mức mượt ấy, đó tức là mức đầu tiên ấy, mức thấp nhất thì chúng ta sẽ chơi nó khá là giật và delay. Đó, đối với khi mà chúng ta bật max setting. Nhưng mà khi mà mình set ở cái mức phù hợp thì nó đã mượt hơn rất là nhiều. Đó, cái chuyển động mình cảm giác nó mượt hơn rất là nhiều. Đây, mình sẽ chia sẻ cái phần cài đặt cho anh em này. Đó, đây chúng ta sẽ chơi mượt. Này, tốc độ khung hình chúng ta vẫn để cao nhá. Đó, và mình sẽ tắt khử răng cưa đi. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta trải nghiệm về cái chất lượng chi tiết. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đối với mình thì cái chuyển động mới là cái quan trọng nhất. Kể cả trong tựa game Liên Quân Mobile hay Free Fire Max cũng vậy thôi. Đó. Và mình thấy là nếu như mà anh em cài đặt ở mức phù hợp như mình cài đặt đây thì sẽ chơi tựa game Liên Quân Mobile khá là ok trên chiếc Realme C35 này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi những video trên kênh của mình. Còn các bạn thì các bạn chơi tựa game PUBG Mobile các bạn thấy như thế nào, hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Còn mình thấy là nếu như setting phù hợp thì sẽ khá là ổn. Pin là 80%, như vậy pin sẽ tối ưu rất là tốt. Các bạn thấy 24 phút nhưng mà chỉ tụt có 5% pin thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ nhé. 38,5. Đó. Mình sẽ đo ở cái vùng sau này. 38 độ. Đó, nhưng quay lên quanh sẽ là 38 độ và nó dao động khoảng tầm 10 độ nhanh nhé. Như vậy mình nghĩ rằng nhiệt độ nó cũng khá là ổn rồi. Đó. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé.